má học hơi ghê má cái máy như vậy luôn sao đó cái máy đó đây chạy cái máy đi lên đó nó tạo chút xíu mà chảo ghê mày quá trời luôn luôn. Có xíu là chở luôn ghê, chở quá trời. Nó xếp bên này cũng mệt đó. Đào đầu. Chở container kìa. Ồ, chở lái bằng chân luôn kìa. Thôi ghê. Mày xó lắm là đi ra coi. Mày cứ xó cho tao à. Cái này chở giống như là chiếc phà qua đâu qua đò đâu đủ hết á. Cái cục đập luôn. Mà mấy cái container mà thường thường mà gửi container qua nước này sang nước khác á, chứ mà đừng thấy là gửi những thùng gì luôn nè. Tàu đó chạy nhanh ghê, tàu chạy nhanh dữ vậy, cặp bển nó neo đâu rồi nguyên bó vô bốn luôn. Phú Mỹ hả? Vậy là cái tàu này chạy đến Phú Mỹ hả? Chạy từ cầu Phú Mỹ á, nghe cho cảng á. Cái lái à? Ừ. Cái này bây giờ không ai đừng thể bắt là phạt chết rồi. Cái Mỹ cho phép rồi. Giờ qua Mỹ này sao?